Bồ đề tâm như tịnh lưu ly, vì tự tánh sáng suốt không có các dơ bẩn, bồ đề tâm như báu đế thanh, vì hơn hẳn trí huệ thế gian nhị thừa. Bồ đề tâm như tiếng trống tan canh, vì giác ngộ các chúng sinh phiền não ngủ say. Bồ đề tâm như nước thanh tịnh, vì tánh vốn trong suốt không có đục dơ. Bồ đề tâm như vàng diêm phủ, vì che chói tất cả thiện hữu vi. Bồ đề tâm như núi chúa lớn, vì hơn hẳn tất cả các thế gian. Bồ đề tâm tức là chỗ trở về, vì chẳng từ chối tất cả ai trở về. Bồ đề tâm tức là nghĩa lợi, vì hay trừ tất cả sự suy não. Bồ đề tâm tức là báu đẹp, vì hay khiến tất cả tâm hoan hỷ. Bồ đề tâm như hội thí lớn, vì đầy khắp tất cả tâm chúng sinh. Bồ đề tâm tức là tôn thắng, vì các tâm chúng sinh không gì bằng. Bồ đề tâm như phục tạng, vì hay nhiếp tất cả các Phật Pháp. Bồ đề tâm như lưới nhân đà la, vì hay hàng phục phiền não Atula. Bồ đề tâm như gió bà lâu na, vì hay thổi động tất cả người đáng được giáo hóa. Bồ đề tâm như lửa nhân đà la, vì hay thiêu đốt tất cả các hoặc tập khí. Bồ đề tâm như Phật Chi Đề, vì tất cả thế gian đáng cúng dường. Bồ đề tâm như lưu ly thành tịnh, vì tự tánh sáng suốt không có các dơ bẩn. Bồ đề tâm như báu đế thanh, vì hơn hẳn trí huệ thế gian nhị thừa. Bồ đề tâm như tiếng trống đát canh, tính đếm thời gian, vì hay giác ngộ các chúng sinh phiền não ngủ say. Bồ đề tâm như nước thanh tịnh, vì tánh vốn trong suốt không có đục dơ. Bồ đề tâm như vàng diêm phủ, vì che chói tất cả thiện hữu vi. Bồ đề tâm như núi chúa lớn, vì hơn hẳn tất cả pháp thế gian. Bồ đề tâm tức là chỗ trở về, vì chẳng từ chối tất cả ai trở về. Bồ đề tâm tức là nghĩa lợi, vì hay tiêu trừ tất cả sự suy não. Bồ đề tâm tức là báu đẹp, vì hay khiến tất cả tâm sinh hoan hỷ. Bồ đề tâm như hội thí lớn, vì hay đầy khắp tất cả tâm chúng sinh. Bồ đề tâm tức là pháp tôn quý thủ thắng, vì tất cả tâm chúng sinh trình độ hoan hỷ không thể sánh bằng. Bồ đề tâm như phục tạng, mỏ vàng dưới đất, vì hay nhiếp hết thảy tất cả Phật Pháp. Bồ đề tâm như lưới nhận đà la, vì hay hàng phục phiền não Atula. Bồ đề tâm như gió bà lâu na, vì hay thổi động tất cả chúng sinh đang được giáo hóa. Bồ đề tâm như lửa nhân đà la, vì hay thiêu đốt tất cả mê hoặc tập khí. Bồ đề tâm như Phật Chi Đề, linh miếu, vì tất cả người thế gian đáng cúng dường tam bảo, gieo trồng ruộng phước. 16 dụ này, mình tối thượng bồ đề trụ. 118 dụ ở trên, là mình bồ đề tâm khắp các địa, nhiều minh tín thành tựu và hiểu sở phát tâm. 103 dụ ở dưới đây là thông nhiếp công đức của bậc tam hiền, thập thánh và đẳng giác, nhiều minh chứng vị phát tâm. Thiện nam tử, bồ đề tâm thành tựu vô lượng công đức như vậy, tóm lại nên biết đều bằng với các công đức của tất cả Phật Pháp. Tại sao? Vì bồ đề tâm sinh ra tất cả các bồ tát hạnh, ba đời Như Lai đều từ bồ đề tâm mà sinh ra. Cho nên thiện nam tử, nếu có người phát tâm an độ đa la tam miệu tam bồ đề, tức đã sinh ra vô lượng công đức, khắp nhiếp lấy đạo nhất thiết trí. Đại Bồ Tát Di Lặc lại nói, thiện nam tử, bồ đề tâm thành tựu vô lượng công đức như vậy, hiện nay nói ra những sự quan trọng nhất, nên biết rằng đều bằng với các công đức của tất cả Phật Pháp. Tại sao vậy? Vì bồ đề tâm sinh ra tất cả các bồ tát hạnh, ba đời chư Phật đều từ bồ đề tâm mà sinh ra. Cho nên thiện nam tử, nếu có người phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức đã sinh ra vô lượng công đức, khắp nhiếp lấy đạo nhất thiết trí. Bồ Tát giống như đá nam châm, chúng sinh giống như sắt, đều hút lấy hết tất cả sắt chúng sinh. Thiện nam tử, ví như có người được thuốc không sợ hãi, lìa khỏi năm sự sợ hãi. Những gì là năm? Đó là lửa không thể thiêu đốt, độc không thể trúng, đào không làm bị thương, nước không thể cuốn trôi, khói không thể sông ngộp. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được thuốc bồ đề tâm nhất thiết trí thì lửa tham không thể thiêu đốt, độc sân hận không thể trúng được, đao hoặc không thể làm bị thương, dòng hữu lưu không thể cuốn trôi, khói các giác quán không thể xâm hại được. Thiện nam tử, ví như có người đắc được thuốc giải thoát thì chọn không có hoạn nạn. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được thuốc bồ đề tâm giải thoát trí thì vĩnh viễn liệu khỏi tất cả sinh tử hoạn nạn. Thiện nam tử, ví như có người cầm thuốc ma ha ưng già thì rắn độc người được mùi thuốc lập tức bỏ đi xa. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cầm thuốc bồ đề tâm ma ha ưng già
thì tất cả phiền não, các rắn ác độc, người được mùi thuốc thầy đều tan mất. Thiện nam tử ví như có người được thuốc không sợ hãi thì lìa khỏi năm sự sợ hãi. Những gì là năm thứ không sợ hãi? Đó là 1. Lửa không thể thiêu đốt. 2. Độc không thể trúng. 3. Đào không làm bị thương. 4. Nước không thể cuốn trôi. 5. Khói không thể sâu ngộp. Đại Bồ Tát cũng là như thế, đắc được thuốc Bồ Đề Tâm Nhất Thiết Trí thì cũng có năm điều lợi ích. Những gì là năm điều lợi ích? Đó là 1. Lửa tham không thể thiêu đốt. 2. Độc sân hận không thể trúng được. 3. Đao hoặc không thể làm bị thương. 4. Dòng hữu lưu không thể cuốn trôi. 5. Khói các giác quán không thể xâm hại được. Thiện nam tử ví như có người đắc được thuốc giải thoát thì thủy chung không có tất cả hoạn nạn. Đại Bồ Tát cũng là như thế, đắc được thuốc Bồ Đề Tâm giải thoát trí thì vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sinh tử hoạn nạn. Thiện nam tử ví như có người tay cầm thuốc ma ha ưng giả chi phần thì tất cả rắn độc, người được mùi thuốc đó lập tức bỏ chạy đi xa. Đại Bồ Tát cũng là như thế, cầm thuốc Bồ Đề Tâm đại ưng giả thì tất cả phiền não, các rắn ác độc, người được mùi thuốc đó thảy đều tan mất. Thiện nam tử ví như có người cầm thuốc vô thắng thì tất cả oán địch không thể thắng được. Đại Bồ Tát cũng là như thế, cầm thuốc Bồ Đề Tâm vô năng thắng thì đều hàng phục được tất cả quân ma. Thiện nam tử ví như có người cầm thuốc tỳ cấp ma thì khiến cho mũi tên độc tự nhiên đọa lạc. Đại Bồ Tát cũng là như thế, cầm thuốc Bồ Đề Tâm tỳ cấp ma thì khiến cho mũi tên tham sân si các tà kiến tự nhiên đọa lạc. Thiện nam tử ví như có người cầm thuốc thiện kiến thì trừ được tất cả hết thảy các bệnh. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cầm thuốc Bồ Đề Tâm thiện kiến thì đều trừ được tất cả các bệnh phiền não. Thiện nam tử như có cây thuốc tên là Sandana, nếu có ai lấy vỏ cây đó dùng để thoa ghẻ thì ghẻ liền lành. Vỏ cây đó lấy rồi liền sinh ra, chọn không thể lấy hết được. Đại Bồ Tát từ Bồ Đề Tâm sinh ra cây Nhất Thiết Trí cũng là như thế. Nếu có ai thấy được mà sinh niềm tin thì ghẻ nghiệp phiền não đều được tiêu diệt, cây Nhất Thiết Trí không hề tổn hại. Thiện nam tử ví như có người tay cầm thuốc vô thắng thì tất cả oán địch không thể thắng được họ. Đại Bồ Tát cũng là như thế, cầm thuốc Bồ Đề Tâm vô năng thắng thì đều hàng phục được tất cả quân ma và tất cả ngoại đạo. Thiện nam tử ví như có người tay cầm thuốc tỳ cấp ma trừ khử thì khiến cho mũi tên độc tự nhiên đọa lạc. Đại Bồ Tát cũng là như thế, cầm thuốc Bồ Đề Tâm tỳ cấp ma thì khiến cho mũi tên tham sân si và các tà kiến tự nhiên đọa lạc. Thiện nam tử ví như có người tay cầm thuốc thiện kiến thì tiêu trừ được tất cả hết thảy tật bệnh. Đại Bồ Tát cũng là như thế, cầm thuốc Bồ Đề Tâm thiện kiến thì đều trừ được tất cả bệnh nhiệt, nhiệt bệnh phiền não, liều khổ được vui, khôi phục lại thân tâm mạnh khỏe. Thiện nam tử như có cây thuốc tên là Sandana hòa hợp, nếu có ai lấy vỏ cây đó dùng để thoa ghẻ thì ghẻ lập tức liền lành. Vỏ cây thuốc đó lấy rồi liền sinh ra, chọn không thể lấy hết được. Đại Bồ Tát từ Bồ Đề Tâm sinh ra cây Nhất Thiết Trí Huệ cũng là như thế, lấy không hết, dùng không cạn. Nếu có ai thấy được Bồ Tát mà sinh niềm tin thì ghẻ nghiệp phiền não đều được tiêu diệt hết sạch. Cây Nhất Thiết Trí Huệ không hề tổn hại chút nào. Bảy dụ này nhiếp thập trụ đức. Thiện nam tử như có cây thuốc tên là Vô Sinh Căn, vì nhờ sức của cây này mà tăng trưởng tất cả cây diêm phù đề. Cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, vì nhờ sức lực này mà tăng trưởng tất cả bậc hữu học và vô học cùng với hết thảy pháp lành của các Bồ Tát. Thiện nam tử ví như có thuốc tên là Alamba, nếu dùng thoa thân thì thân và tâm đều có sự khám năng. Đại Bồ Tát đắc được thuốc Bồ Đề Tâm Alamba cũng là như thế, khiến cho thần tâm của ngài tăng trưởng pháp lành. Thiện nam tử ví như có người đắc được thuốc niệm lực, phàm là việc nghe được, nghĩ nhớ không quên. Đại Bồ Tát đắc được thuốc Bồ Đề Tâm niệm lực đều nghe trì được tất cả Phật pháp đều không quên mất. Thiện nam tử ví như có thuốc tên là Đại Liên Hoa, nếu ai uống thuốc này thì trụ thọ mạng một kiếp. Đại Bồ Tát uống thuốc Bồ Đề Tâm Đại Liên Hoa cũng là như thế, trong vô số kiếp thọ mạng tự tại.
Thiện nam tử, ví như có người cầm thước ẩn hình thì người và chẳng phải người đều không nhìn thấy được. Đại Bồ Tát cầm thước Bồ Đề Tâm ẩn hình cũng lại như thế, tất cả các ma đều không thấy được. Thiện nam tử, ví như có cây thuốc tên là Vô Sinh Căn, vì nhờ sức của cây này mà tăng trưởng tất cả cây Diêm Phù Đề, cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì nhờ sức lực này mà tăng trưởng tất cả bậc hữu học và vô học, cùng với hết thảy pháp lành của các Bồ Tát. Thiện nam tử, ví như có thuốc tên là A-lam-bà Đắc Hỷ, nếu dùng thuốc này để thoa thân thì thân và tâm đều có sự kham năng. Đại Bồ Tát đắc được thuốc Bồ Đề Tâm A-lam-bà cũng lại như thế, khiến cho thân tâm của Ngài tăng trưởng pháp lành. Thiện nam tử, ví như có người đắc được thuốc niệm lực, phàm là những việc nào nghe được, nghĩ nhớ, không quên, Đại Bồ Tát đắc được thuốc Bồ Đề Tâm niệm lực, đều nghe trì được tất cả Phật Pháp, đều không quên mất, nhớ rất rõ ràng. Thiện nam tử, ví như có thuốc tên là Đại Liên Hoa, nếu ai uống thuốc này thì trụ thọ mạng một kiếp. Đại Bồ Tát uống thuốc Bồ Đề Tâm Đại Liên Hoa cũng lại như thế, ở trong vô số kiếp thọ mạng tự tại. Tóm lại, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, sinh tử tự do, chẳng bị hạn chế. Thiện nam tử, ví như có người tay cầm thuốc ẩn hình thì tất cả người và chẳng phải người đều không thấy người đó được. Đại Bồ Tát cầm thuốc Bồ Đề Tâm ẩn hình cũng lại như thế, tất cả các ma đều không thấy được. Thiện nam tử, như trong biển có bảo châu tên là Phổ Tập Các Báu, nếu có bảo châu đó, giả sử kiếp lửa thiêu đốt thế gian thì nước biển không thể giảm bớt một giọt. Bảo châu Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ ở trong biển đại nguyện của Bồ Tát, nếu thường nhớ trì, chẳng khiến cho thối mất thì chọn không thể hoại một căn lành nào của Bồ Tát, nếu thối tâm thì tất cả pháp lành liền tan diệt. Thiện nam tử, như có châu Mani tên là Đại Quang Minh, có ai dùng châu này làm chuỗi mang lên trên thân thì ánh sáng che khuất hết tất cả báu, đồ trang nghiêm, hết thảy quang minh đều không hiện ra. Bảo châu Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, làm chuỗi mang trên thân thì ánh sáng che khuất hết tất cả tâm châu báu, đồ trang nghiêm của các hạng nhị thừa. Thiện nam tử, như thủy thanh châu hay lắng trong nước đục, châu Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, hay lắng trong tất cả đục dơ phiền não. Thiện nam tử, vì như có người đắc được hạt châu trụ thủy mang trên thân vào trong biển cả thì không bị nước làm hại. Đại Bồ Tát cũng là như thế, đắc được châu báu trụ thủy Bồ Đề Tâm vào trong tất cả biển sinh tử thì chọn không bị chết chìm. Thiện nam tử, ví như có người đắc được Long Bảo Châu cầm vào Long Cung thì tất cả rồng rắn không thể làm hại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được Đại Long Bảo Châu Bồ Đề Tâm vào trong dục giới thì phiền não rồng rắn không thể làm hại. Thiện nam tử, ví như trong biển có Bảo Châu tên là Phổ Tập Các Báu, nếu có bảo châu đó tại thế gian, giả sử khi kiếp lửa thiêu đốt thế gian thì nước biển không thể giảm bớt một giọt. Bảo châu Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ ở trong biển đại nguyện của Bồ Tát, nếu thường nhớ trì, chẳng khiến cho thối thất thì chọn không thể hoại một căn lành nào của Bồ Tát, nếu thối thất Bồ Đề Tâm thì tất cả pháp lành đều tiêu diệt. Thiện nam tử, như có châu Mani tên là Đại Quang Minh, nếu có ai dùng châu này làm chuỗi mang trên thân thì ánh sáng sẽ che khuất hết tất cả báu đồ trang nghiêm, che hết thảy quang minh đều không hiện ra. Bảo châu Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, làm chuỗi mang trên thân thì ánh sáng sẽ che khuất hết tất cả tâm châu báu đồ trang nghiêm của các hạng nhị thừa. Thiện nam tử, như thủy thanh châu hay lắng trong nước đục, châu Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, hay lắng trong tất cả đục dơ phiền não. Thiện nam tử, ví như có người đắc được hạt châu trụ thủy mang trên thân vào trong biển cả thì không bị nước làm hại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được châu báu trụ thủy Bồ Đề Tâm vào trong tất cả biển sinh tử thì chọn không bị chết chìm. Thiện nam tử, ví như có người đắc được Long Bảo Châu cầm vào Long Cung thì tất cả rồng rắn không thể làm hại được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được Đại Long Bảo Châu Bồ Đề Tâm và trong dục giới thì tất cả phiền não rồng rắn không thể làm hại. Mười dụ này
là công đức nhiếp thập hạnh. Thiện nam tử ví như Đế Thích, Đội Mão, Ma Ni thì che quát hết tất cả các thiên chúng khác. Đại Bồ Tát cũng là như thế, Đội Mão báu Bồ Đề tâm đại nguyện thì hơn hẳn tất cả chúng sinh ba cõi. Thiện nam tử ví như có người được châu như ý thì tiêu diệt hết tất cả khổ bần cùng. Đại Bồ Tát cũng là như thế, được Bồ Đề tâm bảo châu như ý thì sang lìa tất cả tà mạng sợ hãi. Thiện nam tử ví như có người được châu nhật tinh cầm hướng về ánh sáng mặt trời thì sinh ra lửa. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, được Bồ Đề tâm bảo châu trí nhiệt, cầm hướng về trí quang thì sinh ra lửa trí huệ. Thiện nam tử ví như có người được châu nguyệt tinh cầm hướng về ánh sáng mặt trăng thì sinh ra nước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, được Bồ Đề tâm bảo châu nguyệt tinh, cầm bảo châu này hướng về ánh sáng mặt trăng thì sinh ra nước nguyện tất cả căn lành. Thiện nam tử ví như Long Vương, đầu Đội Mão, báu Như Ý, Ma Ni, xa lìa thì xa lìa tất cả oán địch sợ hãi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, Đội Mão, báu Bồ Đề tâm đại bi thì xa lìa các nạn trong tất cả đường ác. Thiện nam tử ví như Trời Đế Thích, đầu Đội Mão, Ma Ni, báu thì che khuất hết ánh sáng của tất cả các thiên chúng khác. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, ngài Đội Mão, báu Bồ Đề tâm đại nguyện thì công đức hơn hẳn tất cả chúng sinh ba cõi. Thiện nam tử ví như có người được châu như ý thì tiêu diệt được hết tất cả khổ bần cùng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, được Bồ Đề tâm bảo châu như ý thì xa lìa tất cả tà mạng sợ hãi. Thiện nam tử ví như có người được bảo châu nhật tinh cầm bảo châu hướng về ánh sáng mặt trời thì sẽ sinh ra lửa. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, được Bồ Đề tâm bảo châu trí nhiệt cầm bảo châu hướng về trí quang thì sẽ sinh ra lửa trí huệ. Thiện nam tử ví như có người được châu nguyệt tinh cầm bảo châu hướng về ánh sáng mặt trăng thì sẽ sinh ra nước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, được Bồ Đề tâm bảo châu nguyệt tinh cầm bảo châu này hướng về ánh sáng mặt trăng thì sinh ra nước nguyện tất cả căn lành. Thiện nam tử ví như Long Vương, đầu Đội Mão, báu Như Ý, Ma Ni thì xa lìa tất cả oán địch sợ hãi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, Đội Mão, báu Bồ Đề tâm đại bi thì xa lìa tất cả các nạn trong ba đường ác. Thiện nam tử như có bảo châu tên là Nhất Thiết Thế Gian Trang Nghiêm Tạng, nếu ai được bảo châu này thì khiến cho lòng mong muốn của họ được mãn nguyện mà bảo châu này không tồn giảm. Bồ Đề tâm bảo châu cũng là như thế, nếu có ai đắc được thì khiến cho sở nguyện của họ đều được đầy đủ mà Bồ Đề tâm không tồn giảm. Thiện nam tử như Chuẩn Ơn Vương, có Ma Ni báu để ở trong cùng phóng đại quang minh phá tan tất cả đen tối. Đại Bồ Tát cũng là như thế, nhờ Bồ Đề tâm bảo châu Đại Ma Ni trụ nơi dục giới phóng đại trí quang minh đều phá tan các cõi vô minh đen tối. Thiện nam tử ví như Đế Thanh, Đại Ma Ni báu, nếu ai được quang minh này chiếu đến thì liền đồng với màu sắc quang minh đó. Bồ Đề tâm báu của Đại Bồ Tát cũng là như thế, quán sát các pháp hồi hướng căn lành thì liền đồng với màu sắc Bồ Đề tâm. Thiện nam tử như báu lưu ly, trong ngàn năm ở trong chỗ bất tịnh mà chẳng bị nhiễm trước ô uế vì tánh vốn thanh tịnh. Bồ Đề tâm báu của Đại Bồ Tát cũng là như thế, trăm ngàn kiếp ở trong dục giới mà chẳng bị nhiễm lỗi lầm hoạn nạn của dục giới vì tánh thanh tịnh như pháp giới. Thiện nam tử ví như có bảo châu tên là Nhất Thiết Thế Gian Trang Nghiêm Tạng, nếu ai được bảo châu này thì khiến cho lòng mong muốn của họ được mãn nguyện mà bảo châu này cũng không tổn giảm. Bồ Đề tâm bảo châu cũng là như thế, nếu có ai đắc được bảo châu này thì khiến cho sở nguyện của họ đều được đầy đủ mà Bồ Đề tâm cũng không tổn giảm. Thiện nam tử ví như Chuyển Luân Thánh Vương, có Ma Ni báu để ở trong cung điện phóng ra đại quang minh chiếu phá tan tất cả đen tối. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ Bồ Đề tâm bảo châu Đại Ma Ni trụ ở trong dục giới phóng đại trí huệ quang minh đều phá tan bốn cõi ác và vô minh đen tối. Thiện nam tử ví như Đế Thanh, Đại Ma Ni báu, nếu ai được quang minh báu này chiếu đến thì liền đồng với màu sắc quang minh đó. Bồ Đề tâm báu của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, hay quan sát tất cả các pháp hồi hướng tất cả căn lành thì liền đồng với màu sắc Bồ Đề tâm.
Thiện nam tử ví như báu lưu ly, dù trăm ngàn năm ở trong bùn dơ bất tịnh mà chẳng bị nhiễm trước ô uế. Tại sao vậy? Vì bản tánh vốn thanh tịnh, bồ đề tâm báu của đại bồ tát cũng lại như thế. Dù trăm ngàn kiếp ở trong dục giới mà chẳng bị nhiễm lỗi lầm hoạn nạn của dục giới, vì tánh thanh tịnh không nhiễm như pháp giới. Chín dụ này là nhiếp công đức của thập hồi hướng. 26 dụ ở trên là nhiếp công đức của bậc tam hiền. 60 dụ dưới đây nhiếp công đức của bậc mười thánh, của 10 bậc thánh.